Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay đấy nha. Cái này mình phải gọi là kênh channel và gian bếp của Kim Minh ngày hôm nay. Ok, mà ngày hôm nay thì mình xin phép mời tất cả mọi người cùng vào bếp. Hồi nãy ra ngoài vườn hái được hai cái bông cải nè các bạn. Cái này là bông cải nó bị đẹt các bạn. Nó ra là thấy tội rồi, nó bé xíu rồi siêu rồi. Đây nè. Đó, đợt trước bông cải kia thì nó bự, đợt này bông cải này cái mình trồng nó hơi đẹt, mình cứ bẻ ngang thôi, bẻ ngang vậy nè. Mình để đó để mình xem thử nó có ra hoa nữa hay không. Mình cứ để đại đó luôn. Đó. Rồi bây giờ mình quay cho các bạn xem mình hái được mớ rau nè. Hồi nãy ra ngoài đó có mớ đậu que của ông xã mình, ông mình đứng mình lặt. Mình lặt già non thì mình lặt hết, mình hái hết cây. Nè, có cây đậu giống của ông xã mình cũng hái luôn. Nói chung mình thấy trên cây có gì hái hết nè. Không chừa lại hai cái đậu giống nè. Cái này đã chừa để cho ổng làm giống. Đó. Giống gì không biết, tôi đeo tôi hái tuốt tuần tuột. Cái này các bạn mình hái vậy nè, mình luộc mình ăn cái hột đó. Ngon lắm, béo béo bùi bùi ngon. Cà của mình đây nè, chín rồi nè các bạn thấy không, cà chín nè. Có hai cái bông cải nè, hai bông cải này lát mình cắt ra mình xào chung với cái bịch nấm này. Nấm nè, nấm đùi gà nè, nấm đùi gà mình cắt ra mình xào chung với cà rốt đó. Bữa nay là sáng nay sẽ ăn cái này với cái này nghe mùi ha. Ăn cơm xong rồi bây giờ sợ mình tả cho con đi không, nó đáy rồi mà. Bây giờ đi mua một miếng đồ dây kéo về để thay dây kéo và sửa đồ cho các bà chị. Mượn ông chồng mình chở đi. Khô quá, da mẹ khô quá, nhăn đùm. Đúng rồi, da mẹ khô quá đi. Giờ đi đâu? Con đi đâu? Sợ. Con với em mẹ đi đâu? Sợ. Sợ hả? Con có xe mà, đâu có gì đâu sợ con. Cái gì đi chợ? Đi chợ. Đi chợ mua đồ. Đúng rồi, mua đồ về. Mua đồ về sửa đồ. Không phải mua đồ hả? Vậy mình đi đâu? Mình đi đâu đây? Đi chợ hả? Đi chợ mua xe. Ha, đi chợ mua xe ha. Hay là đi đâu? Mua xe ha, mua xe truck ha. Kêu ba chở đi mua xe truck nha. Con quá trời xe truck rồi. Quá trời xe truck luôn. Mà mua hoài ba con la luôn á. Ba la. Ba la. Hết tiền. Hết tiền. Đúng rồi, ba la hết tiền luôn. Đúng rồi, ba la hết tiền luôn. Ba hết tiền mua luôn. Đi cô chú ơi, đi mua được chút xíu đồ đi chị. Đây này, dài, ẩm thực chị nè. Bỏ vô đây lại đi. We are joy, we are joy. Hả anh gì? Con đi đâu? Đi đâu đây? Hồi nãy anh nói nó ăn rồi, vậy mà em Vũ nó ăn cũng hết cái chén luôn đó anh. Ăn hết chén cơm với trứng luôn á. Mưa bắt đầu tới mùa thu anh nhờ. Mưa kìa. Trời, bắt đầu xe lạnh nè. Đường xá vắng que. Thứ cô giáo nói để vài bữa nữa cô giáo cho liên hệ cho mình đi lấy laptop trên ghi. Nhưng mà để hỏi cô giáo, để hỏi lại coi thử coi cho laptop hay gì là xuống phải phát lấy hay là ở bên bên đâu đó. Đưa cho đi học á, tết để đi học á. Ngày xong rồi một ngày học một tiếng, ngày học một tiếng mà mỗi một lần vậy là nửa tiếng, gọi hai lần, 9 giờ tới 9 rưỡi, rồi 11 giờ tới 11 rưỡi, gọi hai lần,
tiến triển được cái gì không? Thì nói là bữa nay biết nói nhiều rồi, hay là biết hỏi nữa. Không biết cái gì thắc mắc hay hỏi. Ồ, cây bông đẹp quá. Một giờ mấy gần 2 giờ đó. Ảnh ngồi trên xe chạy cung 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 lát ngủ giờ coi nè. Lúc lên xe nói là con đi mua xe, đi chơi mua xe, con đi chơi mua xe, đi chợ mua xe, đi chợ mua xe ha anh rể, à, chợ mua xe phải không? Ok, lạnh không? Lạnh không? Trời ơi đẹp trai dễ sợ, đẹp trai đi đâu vậy đẹp trai? Trời mưa lâm râm buồn ngủ dễ sợ, nhớ Việt Nam nha anh à, nhớ lúc Việt Nam trời mưa này bắt đầu cái đi ra ngoài kiếm cá dở lưới rồi có cá không đem vô kho nồi canh chua nữa ha, kho miếng kho quẹt ở anh xong hồi đó cá mình kho dạng là cũng đâu có kho nước mắm gì ngon lành lắm anh nè. Mà sao mà lúc đó ăn cái miếng cá nhìn nó ngon mà nó ngọt lắm luôn á. Nó bắt cá ngoài vườn ra, bà ngoại, em thấy bà ngoại bắt kho chỉ với muối thôi hả? Muối, bột ngọt, với xúc xíu đường thôi. Vậy mà ăn cá nó ngọt thịt lắm luôn á, mà nó ngon nữa. Còn sao bây giờ mình kho nước mắm, đồ kho chất lượng lắm mà sao ăn nó thấy là sao sao á hả? Bị gì? Đầu bếp chia sẻ chút kinh nghiệm nha. Em nghĩ ngày xưa một năm có một vụ lúa phân đồ đâu có xài, phân xài tung đồ đâu có nhiều cho nên cá nó ăn nó mới ngon, nó mập, nó béo. Bây giờ một năm bốn vụ mùa mà toàn là bỏ cái phân gì đâu không, nó xuống rồi con cá nó ăn vô nó ốm, nó không mập nữa, mập nhất rồi. Là phân của tàu nữa. Ủa em thấy nó cũng bự mà không mập bự. Mà cá nó chưa có lớn, chưa có đủ sức, chưa có mập mà rồi bắt nhỏ hết rồi thấy nào ông nấy giống như cái ngon cái món tay cái vậy đó. Tại vì á lúc mà gieo lúa xuống á thì mấy con cá nó hay ăn cái đọt non của cái lúa mầm á, cho nên người ta tát, người ta bắt, người ta không có cho nó ở trên ruộng, chứ không thôi nó ăn mấy cái đọt mầm cái kêu nửa cấy rồi giống như là cấy lúa á. Xưa cái ruộng lúa là cá quanh năm, giờ ruộng lúa cá được có mấy tháng rồi là hết rồi, xả nước là cạn hết rồi, cá nào mà mập nổi. Sao vậy gì mà tụt lúa xuống vậy, ngồi lên đâu quan con té đó. Ngồi lên, trời đất ơi, quay trước mặt cô chú mà banh háng vậy, khép lại. Đúng rồi, kỳ cục, mất lịch sự. Cái em nói sao mà cá nhìn ăn nghe ngon, ăn miếng gì miếng muối với miếng đường thôi mà kho thịt cá nó ngon, nó ngọt, chứ là cá rô quá anh. Cá rô ông ngoại bắt con bằng ba ngón tay vậy nè, bự vậy nè, mà nó mập ú quay rồi nha, mỡ không luôn, ăn ngon lắm luôn á, ăn béo ngậy luôn á. Bên đây không có thấy bán cá rô đó luôn nhanh nhỉ. Hả? Em thấy đâu có loại cá rô hướng bên Việt Nam mình đâu? Có, mà không chỉ ha. Ở đâu? Chỉ là em chỉ có hàm đồ. Sợ. Bằng đá. Hàm đồ ngon lành. Ồ. Không, em lấy quầy tươi kìa. Tươi sao có nổi. Quầy tươi em thấy nó bán cá rô phi, cái loại mà nó có gần, hả? Không phải cá rô. Cá sặc. Cá sặc có thôi. Cá sặc đó, cá sặc rằng đó. Tại sao lại như giống mới có? Nó đưa lậu từ Trung Quốc rồi qua. Thấy bên đây nó bán cá sặc á. Hoặc là cá rô mà nó cũng bệnh giống như cá rô phi vậy đó. Chứ loại cá rô tức của mình nó không thấy bán.
mà mấy cái lô đó hướng mình nó chắc nó xuất khẩu anh nhỉ? À không biết xuất khẩu sao không biết rồi, anh đâu sống gì mà anh biết rồi. Bên đây nè, bên đây hả? Ừ. Bên này đâu có cái rô gì nè, nhưng mà anh thấy nó không bán cá lóc đó. Cũng đâu có cái lóc, cái lóc cũng ở bên Thái Lan mình đưa qua không ạ? Nó đồ đông đá không có cái lô. Đúng là thật sự là đi kiếm đồ đông đá không thấy cái lô luôn á. Có thấy cá sặc ở lộc, cá lóc nè, với cái gì nhỉ, cái gì không, cá ba sa, cá bông lao với cá ba sa rồi em thấy có cá chê nữa nè, rồi cá chạch nữa. Rồi cá chạch nó có xuất khẩu qua đây, cá chạch rồi bóng cá cũng có nữa, nhưng mà cái bóng gì coi gì cá chốt không có nha. Em đi chợ em coi mấy quầy đông đá là không tới cá chốt nha. Em muốn mua thì qua chợ tàu em nghĩ cũng sẽ có. Mấy chợ tàu nó cũng sẽ có cái hàng đó. Cái chốt không thấy nè, không thấy cái chốt nè. Đi cái gì nữa nhỉ? Để coi. Nó bán cá chạch ha. Cá mặt má, cá mặt má thì cũng là xuất khẩu từ bên kia qua đây. Rồi cá gì nữa? Lương á nha anh. Ở bên đây đáng ra em nghĩ là bên đây nó bán lương, nó phải là bán nhiều lắm chứ, mà sao đi chợ không thấy nó bán lương anh nhỉ? Không, ông chỉ để dành làm mắm luôn đi. Mấy bữa nhiều khi thèm lương xào xả ớt ăn, còn không thì thèm muốn nấu canh chua lương với lương rồi đó. Muốn thèm ăn mấy món đó mà không thấy nó bán. Bữa trước em tính kiếm mua lương đông lạnh, không có lương kia thì mua lương đông lạnh ăn đỡ cũng được, mà cũng không thấy. Lương nấu gì, nấu cà ri được không anh? Nấu gì cũng được, được không? Nấu được không anh? Không biết em ăn lương nấu cà ri chưa nhỉ, không quên tiêu luôn á. Lương xào xả ớt cà ri đó. Không, xào xả ớt là riêng, còn cà ri là khác nữa. Cái là xào xả ớt cà ri là khác. Còn cái mà lương nấu cà ri á, xào xả ớt cà ri thì vẫn nấu cà ri được vậy. Ý là nấu nồi cà ri luôn á. Cũng được vậy, thì chế nước lỏng lên thì thành cà ri rồi. Mà không biết em ăn chưa nhỉ? Chưa đâu. Chắc chưa đâu. Thường em lương em mê xào thôi, xào xả rồi đó, xả ớt rồi con, với nấu lương mà canh chua đó, ngon. Nấu miếng canh chua mà ăn bắp chuối non ha, bắp chuối với gì nữa nhỉ, thân chuối đó anh đó. Ôi bữa nào mà có con lương hơi mập mập ha, cái lúc đó ông ngoại ông làm ông đặt lờ đó, vô được con lương hay gì đó, đặt lờ gì đó, cái vô con lương nó đem về nhà, bắt đầu là bà ngoại đi ra vườn ngoại chặt một cái phần chuối non vô, là bắt đầu bà cắt cái lõi ở trong của nó đó, bắt đầu hả ấu nồi canh chua chà bá lửa luôn, tôi muốn rồi. Qua là nhiều trái rồi đó, nó mòn quá trời. Cái cây hữu qua ở sau hè của anh đó, nó có được trái rồi mà nó chín, hồi nãy em hái em dục vô sát gốc để cho năm sau nó có hộp nó lên lại. Ông Xuân ông trồng hữu qua quá trời luôn quý vị, mà trồng được có một cây lên nè, một cây nó có lên đúng con trái. Anh trồng hữu qua để anh ăn đọt ăn lá thôi, anh không thích ăn trái. Đọt lá gì em thấy anh hái đâu, đọt với lá. Đợi chưa đến lúc. Chưa đến lúc vậy nó muốn tàn rồi, nó mà đọt. Chờ nào nó tàn mới hái. Hái là hái dục bỏ, dục sụt gác. Hái là các bạn biết làm gì, hái xong dục sụt gác á. Chứ ăn uống gì nữa. Chồng muốn cảnh làm kiếm, chồng đi ăn, ủ. Ồ, hay quá. Chứ không phải là chồng không có trái,
Nói về đã quê quá vậy. Ta kiểu ảnh chồng không có trái cái anh quê cái anh về bộ nói ư anh chồng làm kiển thôi chứ anh đâu có chồng ăn làm gì. À. Nói cho nó quệ đỡ nhục á, kiểu nói gì đó nói cho đỡ nhục. Trời hay gì kìa, hay gì sắp phê rồi kìa. Sắp ngái rồi kìa. Khe khe rồi kìa. Anh Thì ơi. Thì à. Chú cha ơi, một giờ mà ba bỏ xe ba chở rung kiểu này là ngủ đó. Ngồi chở xe rung kiểu này là ngủ nghe. Rồi đây coi coi. Trời anh thở phì phì rồi đó. Anh thở phì phì rồi đó là anh sắp ngủ rồi đó quý vị ơi. À, anh đi ơi. Buồn ngủ hả? Buồn ngủ hả? Đừng ngủ, thức đi. Thức đi ba mua xe cho kìa. Anh nào anh phì phì anh muốn ngủ rồi. Eden City. Center. Không có City gì không? City. Center. City. Center. Phải không anh gì? Center. Phải. Không phải hả? Vậy sao mới đúng? Animal Center ha. Đúng rồi, bây giờ vô chỗ này mua đồ dây kéo. Đây là tiệm supply nè. Tiệm supply đồ. Đồ kim màu ghen đây. Bây giờ gái mua mấy cọng dây kéo giọt nước này. Cái này dây kéo thường các bạn đó. Giống Việt Nam chưa? Này dây kéo nhỏ, dây kéo màu xanh màu đỏ. Có cái tiệm này họ làm gì nè đó, cái mình muốn mua cái mình kéo học ra. Đây một cọng màu đỏ ha. Nên mình lấy thêm cọng màu đen nữa. Đây nè, màu đen nè. Đó, một cọng. Hai cọng, ok. Hai cọng. Nào quay sơ cho các bạn xem nè. Ở đây. Bán vải nè. Nhung à. Còn này à, gấm. Cũng nhiều loại vải lắm nha quý vị. Đó. Đẹp không? Mua đây mua và có cái giải gì mua không? Ren đẹp lắm luôn. No, give me $4 then I'll have $2. Nhiều loại giải lắm luôn. Đây, nếu khúc này là von. Ồ, hay kim tuyến nè. Chớp chớp nè. Này phi cách ta ha, cái giải chải bàn nè các bạn. Ghê không? Nè. Có đồ chải bàn nữa nè. Con này quần. Cà tê. Chỉ. Đó đây. Thôi giờ mình đi ra ngoài mình lựa vài khúc giải nha. Hai mọi người, bây giờ sau khi đi công chuyện về thì nãy giờ mình ngồi mình sửa đồ các bạn. Đây, một cái đầm như thế này và một cái đầm như thế này. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem mình sửa cái gì nha. Cái đầm này thì mình chỉ thay cái cọng dây kéo thôi, cọng dây kéo nó bị hư thôi. Còn cái đầm này mình sửa là mặt chật một tấc và mình sửa lại và mình sẽ cho các bạn xem cái cách sửa cái đầm này như thế nào nha. Ok, các bạn sẽ thấy ha, đây là một cái đầm xe có cái cúp ha, đây còn gọi là cái cúp ha. Rồi ở đây có những cái nếp gấp như thế này ha, đầm xòe đó. Rồi cái đầm này chật một tấc luôn và cách mình sửa là như vậy các bạn. Đây đó, mình nối vô. Mình nói vô khoảng này tại vì á, chị ấy kéo lên tới chỗ này thôi. Thì tất nhiên là cái xòe này á, các bạn biết không,
cái xòe này thì nó các bạn sẽ thể kéo lưng được đây, nhưng mà tới cái đoạn này thì hai cái này nó sẽ không sát lại với nhau được, tất nhiên là chỗ này nó bị chật. Từ đoạn này lên đây, đúng không mọi người? Từ đoạn này lên đây thì bây giờ mình muốn làm cho cái đầm nó đẹp hơn thì mình thay vì mình sửa, mình gáp từ đây xuống dưới đây luôn á, thì nhìn nó nhìn hơi thô, nhưng mà mình gáp với một phần mình làm như vậy cái mẫu nó cũng sẽ không đẹp, mà mình làm như vậy á, kiểu này á, thì nó sẽ là cắt tân cái đầm đi đó. Thì mình đặt cái này nè, khi mà các bạn cắt ra, các bạn tháo này ra thì cái đầm nó sẽ có cái hình thù giống như vậy nè mọi người đó. Thì mình đặt nó lên cái miếng vải xong rồi cái mình cắt theo cái chiều cong của nó như thế này. Còn chỗ này thì mình giữ thẳng và bắt đầu mình ráp vô xong rồi mình vô dây kéo đó, như thế này nè, bề phải cũng như bề trái nha các bạn nè. Đây để mình cho bạn xem nha, nè thấy chưa, mình may mình lộn vô trong nha mọi người đó, may lộn vô trong đó. Nó cũng sẽ như một cái đầm mới thôi, giống như là cái này là cái kiểu thôi, chứ họ sẽ không biết là đây là một cái đầm bị sửa. Và mình cũng lựa cái tông màu nó cũng gần giống như cái đầm này nè, tại vì ở nhà giờ có màu gì lấy màu đó, các bạn có thể chọn những cái màu trong đây, nhưng mà nhớ là lựa những cái tông đen để không có làm nổi đi lên cái điểm mà mình sửa. À, ví dụ như bây giờ các bạn chọn cái tông màu đỏ đậm này, hoặc là cái màu đen như thế này, hoặc màu đỏ bạc đô, hoặc màu tím giống như của mình vậy thì cũng ok ha mọi người ha. Rồi đây xong một cái đầm, bây giờ mình chuẩn bị đi ăn tiệc đây.